buổi sáng sớm nhìn lên đây đẹp quá nè quý cô chú anh chị. Trời nắng lên đó, mình nhìn xuống dưới từ trên cao á, mình nhìn xuống nè, qua hướng bên kia có đồi núi đẹp quá. Ở dưới khách sạn mình thì có hồ bơi nè, buổi sáng có đứa bé nó bơi giỏi quá nè. Mình ăn điểm tâm sáng á, mình ngồi ở bên trong hoặc là mình ngồi ở bên ngoài đặt, mình vừa ăn cái mình ngắm hồ bơi á, đẹp quá nè quý cô chú anh chị. Trang xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì sáng hôm nay ba chị em Trang đi ra biển nè, đó mặc đồ tắm nè, bikini. Trời ơi, bạn này mặc bộ đồ tắm bikini nhìn dễ thương nghe không quý cô chú anh chị. Trang xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng với lại tụi Trang mình đi biển nha. Mình đi xuống biển mình tắm một tí, đón bình minh. Hai hoa hậu, nhanh lên. Hai người bạn của Trang đang đi ở trước nè. Mặc bộ đồ đẹp hết sức không? Mình đã đi xuống tới biển rồi nè ha quý cô chú anh chị. Ở bên trong đây là hồ bơi. Giờ mình muốn bơi á thì mình xuống hồ bơi này mình bơi, còn mình không bơi á thì mình đi xuống biển. Mặt trời vừa mọc lên nè quý cô chú anh chị, rất là đẹp ha. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện tại Trang đang đứng ở dưới biển nè. Mình đang lên đó, mặt trời hé lên rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ là 5:30 sáng á, rất là đẹp luôn. Nước á thì chưa có lên, mặc dù chưa có lên cao nhưng mà sóng nó đánh vô á rất cao luôn, sóng đánh to lắm quý cô chú anh chị, rất là đẹp ha. Bạn đang nhỏ to để tạo dáng. Tạo dáng nha, tạo dáng đi. 1 2 3. Đó, đẹp ghê chưa? Đẹp lộng lẫy luôn, đẹp lung linh luôn. Các bạn cùng chụp ảnh với nhau nè quý cô chú anh chị, rất là đẹp luôn ha, gia đình đó. Gia đình đi ra ngoài Vũng Tàu chơi là chụp ảnh với nhau nè. Dễ thương quá ha. Buổi sáng mọi người ra đây ngồi ăn sáng nè, rồi hồ bơi á kế bên luôn, mình có thể xuống hồ bơi này mình bơi luôn nè quý cô chú anh chị. Hồ bơi nước rất là trong nè, đẹp quá. Hồ bơi nằm trong khách sạn luôn. Quý cô chú anh chị nhìn nước nó trong nè, sạch quá ha, rất là đẹp ha quý cô chú anh chị, cảnh đẹp quá nè. Đình cũng đi du lịch nè, rồi ra hồ bơi á, ăn sáng xong cái mọi người đi ra hồ bơi chụp hình. Giờ chị ta gần lắm.
nghĩa lắm, nó mới đẹp. Ồ, đẹp quá luôn. Đây là đẹp lắm luôn là quý cô chú anh chị. Cảnh đẹp nè, người đẹp cũng đó. Đẹp nữa. Trời ơi, chụp tấm ảnh rất là sang luôn nè. Đẹp quá. Có anh trai ở cùng khách sạn ở đây á, dễ thương quá. Ảnh cũng đi ra ngoài và biển Vũng Tàu nè, ảnh tắm biển nè. Anh thấy bọn Trang xuống chụp hình, ảnh cũng nói là để anh chụp cho. Rồi giờ chụp qua chụp lại nè, rất là vui luôn ha quý cô chú anh chị. Mình đi đâu mà có mấy anh mấy chị đồ mà thân thiện thì rất là vui ha. Kiếm chỗ thay đồ quý cô chú anh chị, để xuống bơi nè. Hồ bơi đẹp quá. Hồ bơi đẹp quá quý cô chú anh chị. Nói người ta đã rồi đi vô đây luôn đi. Thiệt tình chứ. Người đẹp, người đẹp đến từ Triều Châu. Lưng ông là thấy không? Lưng ông là lưng gì? Cái lưng vừa thẳng mà vừa cong, nó quẹo xuống vậy nè. Vậy hả? Gọi là lưng ông á hả? Đi tướng cà kênh coi nào chịu nổi không? Đi dò dò thôi làm gì kênh dữ vậy? Cà kìa bá quá chắc tiên lát nữa bá lọt mình rồi. Bá đẩy mình xuống dưới hồ bơi luôn quá quý cô chú anh chị. Bà này bá biết bơi, Trang không biết bơi á. Lát bá tắn nước Trang luôn à. Giống như vô địa đạo Củ Chi quá à. Có thôi à. Wow. Thơm quá. Cái này toilet nam hay toilet nữ nha? Ừ. Lấy cái chân không? Lấy cái chân đó, để tay vậy đi. Rồi, vậy đẹp. Từ từ. Đây là bữa ăn sáng ở khách sạn này hả quý cô chú anh chị. Bên đây á, mình có bánh ướt nè, chả lụa. Đây là trứng vịt muối ha anh ha. Trứng vịt muối mình ăn với lại cháo trắng nè. Đây mình ăn trứng vịt muối với cháo trắng. Đây là củ cải mặn nè, cà bông, rồi dưa mắm. Ồ, ngon quá quý cô chú anh chị ơi. Wow, sườn nấu lagoon. Bên đây là thịt gà ram mặn. Thì chắc mình ăn với cơm nè ha quý cô chú anh chị. Đây có sẵn rồi cơm nè. À, đấy là món này là cho mình ăn với cơm trắng. Cá, đây là cái món cá chiên sốt với lại ăn với lại cái sốt cà chua. Đây thì mình có thịt thịt xông khói nè quý cô chú anh chị. Rồi xúc xích Đức. Khoai tây xào với lại ớt chuông. Bên đây thì mình có trứng gà ốp la nè, ăn với bánh mì. Bên đây là bánh khọt nè quý cô chú anh chị. À, bánh khọt ngon quá nè, nhìn hấp dẫn quá quý cô chú anh chị ơi. Bánh khọt thì có mỡ hành nè, nước mắm chua ngọt nè, ớt, mâm rau nhìn rất là ngon nè quý cô chú anh chị, rất là tươi ngon ha. Như là quầy phở vậy nhé. Phở hả? Quầy phở. Wow. Dạ. Nhìn cái mâm rau mà để ăn phở rất là hấp dẫn luôn nè. Tươi ngon quá quý cô chú anh chị. Chị ơi cho em tô phở đi. Vâng ạ. Đây là phở nè. Phở bò viên, tái nạm. Gia vị nè. Kèm theo gia vị để mình ăn phở nè ha quý cô chú anh chị. Gồm có tương đen nè. Nước mắm, tương đỏ, tỏi muối chua, ớt, chanh. Ta nhờ chị đầu bếp nấu cho Trang một tô phở nè. Rất là hấp dẫn. Wow, cô chú anh chị. Xem cái tô phở này rất là ngon ha. Nước phở thì rất là trong nè. Miếng thịt rất là ngon nè quý cô chú anh chị. Ở bên đây mình có thịt nguội nè quý cô chú anh chị. Mình ăn kèm với lại bánh mì á. Có pate nè.
phô mai, gỏi, bông cải luộc nè, kim chi, rất là nhiều món ăn ngon nè quý cô chú anh chị ở khách sạn này. Wow, ngon quá. Này là khoai tây, khoai tây trộn với lại thịt nguội nè, bắp cải, đây là cải salad. Củ cải đỏ, cái này là giống như là salad đó cô chú anh chị. Về mình tự trộn á, mình muốn ăn món nào thì mình cứ tự trộn vô nè. Cà chua ngon quá ha. Bên đây thì có cải salad nè, nhìn ngon hấp dẫn quá cô chú anh chị. Bên đây là quầy bánh ngọt ha, bánh chocolate nè, các loại bánh ngọt, bánh donut, rau câu, bánh mì kem, bánh mì sandwich chocolate, các loại bánh rất là ngon. Ồ, Trang rất là thích ăn cái bánh này nè, ngon quá là quý cô chú anh chị, nhiều món ăn ngon quá. Ở đây có bánh mì nè, bánh mì sắp sẵn mình ăn với lại kèm với lại những cái loại mứt ngọt này nè, mứt thơm nè, mứt đường, mứt cam, mật ong, sô-cô-la, bơ đậu phộng. Và đây cũng là có thêm một cái loại bơ lạc nữa của chú anh chị. Bánh mì mini, ăn tráng miệng mình có sữa chua nè quý cô chú anh chị. Cũng loại trái cây, đây là trái cây tổng hợp nên mình ăn nước sữa chua. Ở bên đây thì mình có các loại bánh để mình ăn, giống như là bạn nào mà muốn ăn kiêng á, mình giảm cân á, mình ăn những thức ăn này nè quý cô chú anh chị. Đây là quầy nước ha, như là cà phê nè, các loại cà phê sữa đá, cà phê nóng nè, các loại nước uống. Còn quầy bên đây là mình có nước trái cây nè quý cô chú anh chị. Ở đây mình có nước lọc ha, rồi hướng bên đây thì mình có nước xoài, cái bình nước xoài dễ thương quá ha quý cô chú anh chị. Cái nước đề tốt, bên đây bình, bên đây là nước táo. Hướng bên đây thì mình có trái cây ăn tráng miệng nè quý cô chú anh chị, như là dưa hấu nè, ổi, thơm, mận và chanh dây. Trong cái rổ này có chú cao nữa đó quý cô chú anh chị. Trang mời quý cô chú anh chị cùng với Trang ăn phở nha. Giờ mình ăn phở trước, viên lát nữa mình ăn tới bánh khọt. Cái bánh khọt ngon đó chị. Có ớt không nè, cay lắm á, phải ớt nè. Trang mời quý cô chú anh chị dùng với Trang nè. Ở đây là mình có đang làm cái dĩa này là mì xào thập cẩm ha. Bên đây bánh ướt nè, chả lụa. Rồi bên đây thì chút xíu sao mặn nữa. Mình ăn tí tí vậy nhé, cho mình biết cái khẩu vị nó ngon á quý cô chú anh chị. Tôi lấy đi, chị chỉ mấy đánh cho. Ngon quá. Cà khịa quý cô chú anh chị, hai bạn đang cà khịa Trang nè. À, 9 giờ đó. Nè, rồi nó tới khu vực này. Còn ngay nhà chị nó chuyên gia bận như vậy. Nó đi qua tới qua ta nó vẫn bận như vậy. À, sáng ăn gì? À, đã lên trường mới ăn đó. Nhớ ăn uống nước mát rồi vô nha. Bà chủ xì que nè quý cô chú anh chị. Điệu đà dễ thế nào đi lên trường hết đấy. Bánh còn quý cô chú anh chị.
cho thêm cọng rau quế nữa. Đi ra Vũng Tàu là phải ăn cái món bánh ngọt nổi tiếng ở ngoài Vũng Tàu quý cô chú anh chị. Cho xin mời quý cô chú anh chị. Món này nè chị. Nó cũng cùng chung luôn á. Em đi lấy cà phê uống. Bánh ngọt á, nó giòn. Đấy. Mình gói vô với lại rau cải này nè quý cô chú anh chị, chấm với lại nước mắm chua ngọt rất là ngon. Ngon quá. Nè ăn cái bánh khọt đi. Ăn đi để Anna nó hỏi mẹ về có ăn bánh khọt không, bánh khọt không. Giòn ngon lắm, bánh khọt giòn. Bánh khọt chưa? Ừ. Ăn cái gì chưa? Cái gì? Nè, lagu hả? Lagu ăn. Thử ngon không? Chị uống cà phê hả? Chị đang uống cà phê sữa nè. Trời ơi, già rồi mà không hiểu chuyện mới nạ. Không có ăn tua. Già rồi mà không hiểu chuyện nữa thì ai hiểu chuyện. Tao làm vậy chứ tao già. Chắc cười quá trời, chắc cười lắm. Má Công á, nói trời ơi, hồi đó chắc mới có mười mấy tuổi lầm lợt sớm. 12 tuổi. Ui dạ, chéo đau dữ. Lớn nó chị nhiều mà nói gì vậy này bà đặt quá hả? Vậy bà đặt kêu tao mặc áo dây á, mợ người ta đứng trời ơi, đứng tôi dây tôi còn bận áo dây nữa bà ơi, mệt quá. Thôi chị đẹp chị quê khác. Chết chị đẹp chị khác, em không có đẹp thì em giá mệt quá à. Mà nó nhớ đẹp gì trời đó, cái gì khán giả coi coi chị thì có quê mà chỉ nói chị quê nè. Ủa còn quê hả bà già? Chủ xì quê, đẹp lộng lẫy cỡ này mà nói quê nè. Con nãy gì tao chụp giùm là hên nó mày ơi. Cái nộ nó hung dữ nè. Bà già. Trời ơi. Úi giời. Chọc dữ rồi nha. Bể bụng quá, ăn nhiều món dữ rồi. Banh hết cỡ. Quý cô chú anh chị và các bạn ơi, thì bữa ăn sáng ở dưới khách sạn á, Trang xin tạm dừng lại. Bây giờ bọn Trang đi ra ngoài biển á, đi ra ngoài hồ bơi ở trong khách sạn mình nè, à, để mình chụp vài tấm ảnh nữa để dành lưu niệm bạn bè lâu năm mới gặp lại. Nhìn bà chủ sự quen bà cười hoài, phải chụp cho bà mấy tấm ảnh cũng thôi là bà không chịu, bà không chịu về Sài Gòn. Cô chú anh chị, thì bà điếc nè, kiều móc móc nè. Trang cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn luôn theo dõi và ủng hộ kênh Thùy Trang GB. Mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Bây giờ thì Trang xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong những video sau.